Xin chào các bạn, chỉ còn mấy ngày nữa thôi là chúng ta sẽ lại bắt đầu năm học mới. Trong không khí tự trường đầy háo hức, hôm nay Bánh Bèo Tớ sẽ thử make up theo kiểu nữ sinh để hồi tinh một chút nhé. Tớ sẽ mặc định là làn da của các bạn còn rất trẻ và ít khuyết điểm, nên để make up nhanh gọn hàng ngày, các bạn chỉ cần dùng kem che khuyết điểm chấm vào các vùng da ở dưới mắt, vùng chữ T hay là những chỗ có mụn để che đi những khuyết điểm không mong muốn, đồng thời nhẹ nhàng nâng tông da. Loại tớ dùng hôm nay là Clay's Creamy and Natural Fit Concealer. Sau đó tớ dùng chính bông mút cushion để tán đều lên da. Bông mút cushion mỏng nhẹ nhưng đàn hồi nên tán kem đều, mịn đẹp mà lại rất dễ thao tác đấy nhá. Đa số các bạn tuổi teen có làn da dầu nên tớ sẽ phủ một lớp phấn nén để cố định lớp nền và thấm bớt dầu thừa. Loại hôm nay tớ dùng là phấn phủ Eclipse, giá học sinh mà hiệu quả hút dầu và che phủ lỗ chân lông cũng rất tốt. Tiếp theo, bạn cần kẻ một chút lông mày để định hình cho gương mặt. Một chút thôi nha, không cần quá đậm kẻo mặt sẽ bị già đấy. Bút kẻ mày Maybelline này có hai đầu, đầu chì để kẻ khuôn cho lông mày, còn đầu mút để tán bột phủ đầy bên trong, giống như là bạn tô màu vào tranh thôi, dễ cực. Tiếp theo, để tạo bóng mắt to tròn và sáng long lanh, mình dùng một chút phấn mắt nhũ, tán đều lên khắp bầu mắt, phần khóe mắt và cả mi dưới nữa. Vì muốn cho mắt có thêm chiều sâu nên mình dùng chính đầu bông của cây bút kẻ mày lúc nãy, tán một chút màu nâu xám đậm phía đuôi mắt. Đến bước kẻ mắt, mình chọn bút kẻ dạ cho nét mực đậm, đều mà lại dễ kẻ, không lo bị lem hay dây màu ra mắt đâu. Bắt đầu từ giữa bầu mắt, mình sẽ kẻ nhẹ nhàng một đường mạnh sát chân mi, hướng về phía đuôi mắt và kết thúc tại điểm mà lông mi cũng kết thúc. Bạn nhớ là không hất đuôi để tạo ánh mắt hiền và thật hơn nhé. Sau đó mới vẽ nốt phần đầu mắt, bắt đầu từ khóe mắt và đường nối này sẽ gặp nhau tại điểm bầu mắt lúc nãy. Các bạn cũng có thể vẽ đoạn liner ở bầu mắt dày hơn để tạo hiệu ứng mở tròng mắt to tròn hơn nhé. Sau khi kẻ mắt xong xuôi, đừng quên chút mascara để hàng mi dày và đen, thu hút hơn. Các bạn học sinh sinh viên thường xuyên vận động nhiều thì nhớ là phải chọn loại mascara chống thấm nước để tránh lem và giúp mi mắt giữ được độ cong nguyên cả ngày nhé. Vậy là gần xong rồi, không thể nào quên được một chút highlight nhẹ nhẹ giúp gương mặt sáng sủa tự nhiên nào. Loại mà mình dùng hôm nay là Benefit Highlighter Girl Misper. Các bạn sẽ tán một chút lên những điểm nhô cao như là gò má hay là sống mũi để cho gương mặt sáng sủa tự nhiên hơn. Cuối cùng là hai bước son môi và má cùng với một sản phẩm tiện lợi, đó là Benefit Positin. Đầu tiên bạn dùng cọ thoa đều son lên môi. Đây là dạng son tin ướt nên thấm vào môi dễ dàng mà không hề gây khô hay là dày khó chịu cho môi. Sau đó bạn dùng chính cây cọ chấm một chút dung dịch lên gò má rồi tán đều. Lớp son tin này cũng giúp gò má của bạn ửng hồng kín đáo rất là xinh đấy. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần trang điểm đơn giản, tự nhiên, dễ thương mà bạn gái nào cũng có thể thực hiện nhanh chóng mỗi sáng tới trường rồi. Nhưng mà khoan đã, trong năm học còn có rất nhiều dịp lễ kỷ niệm mà chúng ta cần một diện mạo chỉnh chu, tươi tắn và quan trọng nhất là ăn ảnh hơn cơ mà. Vậy nên vẫn dựa trên make up lúc vừa nãy, mình sẽ nhấn nhá thêm một vài chi tiết để bạn có thể lột xác thành một cô nữ sinh trưởng thành hơn nhé. Trước tiên mình sẽ khoác thêm một lớp áo giúp lông mày vào nếp và đậm đà suốt cả ngày. Ở phần đầu mà lông mày, các bạn hãy dựng chổi lên và chải ngược theo chiều lông mọc. Cách này sẽ giúp cho lông mày trông có hiệu ứng 3D hơn rất nhiều đấy. Sau đó thì mình quyết định là sẽ tạo khối một chút để gương mặt thon gọn ăn ảnh hơn. Bạn có thể sử dụng chính màu mắt nâu trong bảng phấn mắt lúc nãy để thay cho contour chuyên dụng, mà không cần phải những loại contour bằng kem hay bằng bột đắt tiền đâu.
dùng chổi phẩy nhẹ vào phần xương hàm này. Để cách này sẽ giúp cho gương mặt của bạn trông có vẻ thon gọn hơn. Cầu kỳ một chút thì bạn có thể tạo khối cho cả vùng hõm má. Nhưng mà hãy nhớ là thao tác nhẹ tay và từng chút một cho đến khi đạt được hiệu ứng mong muốn nhá. Nếu không mặt bạn sẽ trông như là bị nhọ nhem ấy. Đến phần tạo khối cho sống mũi thì mình vẫn dùng màu mắt lúc nãy thôi. Nhưng chiếc cọ thì phải chuyển sang một loại cọ nhỏ và mảnh hơn. Bắt đầu từ phần chân mày, bạn hãy phẩy nhẹ nhàng xuống dọc theo sống mũi và cả hai bên cánh mũi nữa. Hãy nhớ là từng chút một thôi, cẩn thận tỉ mỉ cho đến khi bạn đạt được hiệu ứng mà bạn mong muốn nhé. Các bạn có thể nhấn thêm sáng tối ở vùng môi, giúp bờ môi của bạn thấy đặn hơn. Tiếp nữa, để đôi mắt to tròn và sống động thì mình sẽ dán mi giả. Loại mình chọn hôm nay là mi thường số 3 nhé. Cuối cùng, tớ sẽ thay một màu son nổi bật hơn thường ngày. Đầu tiên là Revlon. Đây là màu cam san hô, rất hợp để bạn dùng hàng ngày và đánh phu môi. Chất son cũng nhiều dưỡng, không làm bạn bị khô môi một chút nào đâu. Tiếp theo, tớ sẽ dùng một loại son dạng kem màu đỏ tươi là Apagan để tạo lớp màu thứ hai giúp môi có hiệu ứng 3D nổi bật hơn. Bạn chỉ cần chấm một vài điểm nhỏ vào phía lòng môi, rồi dùng ngón tay tán nhẹ ra. Như vậy là làn môi đã tươi tắn hơn rất nhiều rồi đấy. Tên tên, vậy là make up look thứ hai cũng đã hoàn thành. Không còn là cô nữ sinh dễ thương đáng yêu hàng ngày, mà thay vào đó là một hình ảnh trưởng thành hơn, sắc sảo hơn. Bạn có thể diện make up này mỗi khi có hội hè hay là cần chụp ảnh để thêm phần đậm đà xinh tươi. Hy vọng là video hôm nay sẽ có ích cho các bạn trong việc trang điểm hàng ngày cũng như là những gì cần thiết. Trong hai hình ảnh này thì bạn thích hình ảnh nào hơn? Hãy comment bên dưới cho tớ biết nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại.